Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Thầy, kính xin Thầy từ bi hoan hỷ giải đáp giúp con câu hỏi với ạ. Con đang niệm Phật tinh tấn, con đang niệm Phật tinh tiến được một năm, đã thấy an lạc, thì bị chướng ngại bởi lòng ái dục. Từ đó con đã tạo ra ba nghiệp thân khẩu ý, thậm chí con tạo nên tội bất kính với chư Phật để chiếc vòng Phật chạm vào chỗ bất tịnh. Từ đó trở đi, câu niệm Phật của con bị mai một và con có điểm báo là mất đi nhân duyên gặp Phật. Đây là ma chướng đấy, không phải là nhà Phật này đâu. Cái này Phật tử này bị ma chướng ngay từ lúc đầu. Ma nó dẫn dụ cho niệm Phật thấy an lạc. Một năm xong rồi, sau đó thì nó lại làm cho mình mất đi cái tinh tiến và thậm chí là còn vọng chấp vào một cái điều gì đó. Chỗ nào trong thân thể chúng ta cũng bất tịnh hết các quý vị. Chả có cái chỗ nào là không là thanh tịnh hết cả. Nếu nói là đến tận cùng cái nghiệp của chúng ta, cái chỗ nào cũng bất tịnh hết. Chỗ này vào là tịnh chứ, chỗ này vào tịnh chứ, nó thối rữa ra thì có tịnh được không? Chúng ta đừng có chấp vào cái chỗ đó, đừng có bám chấp vào chỗ đó. Điều quan trọng nhất chúng ta vô tình hay cố ý. Nếu cố ý thì mới gọi là tội, còn vô tình thì không có tội, sám hối thì là xong, buông nó đi. Chúng ta cứ ôm ấp ở trong lòng thì tự chúng ta chuốc lấy gì địa ngục vào gì vào tâm thôi. Tu mà như thế gọi là tu sai đường, tu mà như thế gọi là tu cố chấp, tu mà như thế gọi là giống như người ăn mà không tiêu. Ăn mà không tiêu thì cái bụng nó gì, nó chướng sình lên và nó đổ bùm một cái là chết rồi, có gì đâu. Đấy, cho nên học Phật chúng ta phải tiêu. Học Phật mà không tiêu, cố chấp như thế là nguy rồi. Đó. Mấy trường hợp này tu như vậy là hỏng ngay từ đầu, sai ngay từ bước đầu. Đó. Bước đầu là do gì? Do đám chấp mê mẩn vào cái sự an lạc ấy. Cho mình là gì? Là niệm Phật được tinh tiến, cho mình là niệm Phật là hình như là đắc đạo rồi thì phải, vân vân và vân vân. Đó. Khởi cái tâm như thế thôi là chết ngay. Thiên ma ba tuần nó cho quân lính đến, nó muốn an lạc, nó cho an lạc thêm. Thậm chí là muốn thấy cái nào biết cái kia, nó cho thấy cái nọ biết cái kia thêm. Nghĩ là mình ngon rồi. Đó, một thời gian sau á, nó chán, nó đủ, nó chán rồi bắt đầu thì nó bỏ đi. Mà cái là chúng ta cảm thấy không an lạc nữa, là cứ thấy là thoái tâm, dần dần thậm chí còn quay ra bán Phật, bán Pháp, bán Tăng nữa. Trường hợp này có. Cho nên không đơn giản là như thế. Các cụ ngày xưa mới nói thì tu là phải có thầy, có bạn là như thế. Không hay, không hiểu, không biết là phải tìm thầy, tìm bạn để hỏi ngay, để thưa liền, để cầu khai thị cho, chỉ giáo cho, để mà tu tập cho đúng chính pháp vậy. Cho nên Phật tử này về phải, cái thứ nhất là phải buông ngay tất cả những cái tâm chấp trước cái đi. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình cảm thấy là Phật, thì đây là gọi là gì? Con cảm thấy Phật là gì? Là Phật đó gì? Cảm thấy là mình đã mất đi nhân duyên với Phật. Tu như thế là nguy. Tu mà cảm thấy mình mất đi nhân duyên với Phật, do mình này nọ kia đó vân vân, sai rồi. Đấy là sai. Và một ngày nào đó thì nó bơm thêm cho một chút nữa thì cảm thấy gì? Mình cảm thấy là Phật Pháp là gì? Chả đem lại lợi ích gì cho mình cả, chả đem lại lợi ích cho chúng sinh cả. Và mình gì? Bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Và một ngày nào đó nó tiến đến bước nữa đó, bảo gì? Phật nó nói vào tai mình á, ôi cái ông Phật đó là gì? Là giả, là ma đấy. Mày, chúng mày tu theo Phật đấy, mày chả được cái gì, đi theo tao. Cuối cùng lúc đó gì? Là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng vậy. Cho nên tu như vậy là sai lầm. Tu như vậy là dẫn mình đi vào con đường ma, thà không tu còn hơn. Đó. Tu chúng ta phải giữ cho cái tâm chúng ta chân chính, chứ làm sao để cái tâm nó như thế. Cảm thấy cái gì, nghe thấy cái gì đều buông nó xuống. Thấy, nghe, hay, biết đều buông xuống, giữ một cái câu niệm Phật trong tâm thôi. Cầu về phát nguyện, cầu sinh Tây Phương, nhưng đừng có mong là ngày nào cũng mong là A-di-đà Phật tại sao không đến với con. Đó, mong thế là nguy. Mình chỉ biết là gì? Tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Phật đến lúc nào là việc của Phật.
Phật cảm thấy lúc nào mình cần có Phật thì Phật sẽ tự đến. Chứ mình đừng có mong cầu đó. Tôi không mong cầu gì đâu. Các vị biết tôi không mong cầu cái gì cả. Tôi cứ niệm Phật, tôi cứ phát nguyện. Còn Ngài đến hay không, đấy là việc của Ngài. Miễn làm sao mình cứ được an vui, được an yên là được. Còn suốt ngày cứ mong là gì? Phật đến với con, Phật thọ ký cho con, Phật khai thị cho con, Phật lấy tay xoa đầu con. Phật đến thì vui, Phật không đến thì buồn. Như vậy là sớm muộn chúng ta sẽ đi sai đường mà thôi. Chúng ta nhớ chúng ta tu theo Tịnh Độ Tông. Cái chữ tịnh á, tịnh tức là gì? Là sạch sẽ, là không sai lầm. Phải giữ cái tâm chúng ta lúc nào cũng phải thanh tịnh, vô cầu, bất nhiễm, thế mới được. Còn như thế này là sai rồi, Phật tử này phải chấn chỉnh lại ngay. Và các Phật tử nào có cái hướng tu cũng đang kiểu như thế này phải chấn chỉnh lại ngay. Tin sâu, nguyện thiết và hành cho chuyên, chỉ cần thế thôi. Tin có Tây Phương Cực Lạc, tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh. Tin vào lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là gì? Là đúng, chuẩn chỉ, không có sai. Cứ thế mà làm theo, đó gọi là tin. Nguyện là gì? Chỉ cần chúng ta gì? Chỉ cần đọc cái bài phát nguyện hàng ngày chúng ta đọc thôi. Chỉ cần như vậy, cứ một lòng mà dạ đọc là nguyện. Đem công đức này trang nghiêm Phật tỉnh độ trên đền bốn trọng ơn giới cứu ba đường khổ nếu có ai thấy nghe được phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này xin về nước Cực Lạc ấy. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đầy từ đại bi tiêu dân đạo sư A Di Đà Phật ấy. Chỉ cần đọc như thế, đọc đi đọc lại như thế thôi. Nguyện như thế. Hành thì gì? Cứ nhất tâm lên niệm danh hiệu của Ngài. Cái gì đến, do dù Phật đến chúng ta cũng A Di Đà Phật, Bồ Tát đến cũng A Di Đà Phật, ma đến cũng A Di Đà Phật, như thế thì mới được. Đó. Thấy cái gì đến là cho qua. Giống như mình đi ngoài phố, các vị lái xe ô tô, xe máy hay đi bộ đi ngoài phố, đi phố Hà Nội hay đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta biết nếu mà đi một đoạn đường từ chùa Khai Nguyên này ra vào tới chùa Quán Sứ, chúng ta biết chúng ta gặp bao nhiêu người không? Có biết không? Vì sao không biết? Vì sao? Vì có quá nhiều người. Nếu chúng ta để ý tới người này mặc cái gì, người nọ đi xe gì, chúng ta có an toàn để lái xe vào tới chỗ Quán Sứ, tới thủ đô không? Không. Cho nên chúng ta chỉ việc là chúng ta đi thôi. Còn nó thấy cái gì qua trên đường kệ nó. Có lúc nhưng chúng ta chỉ cần chúng ta nhớ là gì? Đến ngã tư, ngã ba, ngã tư, đèn xanh thì đi, đèn đỏ thì dừng gì? Dừng lại, thế là an toàn rồi. Đó. Vậy chúng ta tu cũng thế. Người tu chúng ta cũng phải như thế. Chứ không có là Phật Bồ Tát đến, chúng ta vui. Ma quỷ đến, chúng ta sợ. Một thời gian sau là chúng ta thì hỏng đấy. Đó, cho nên cái gì đến cũng giống như mình lái xe đi qua phố, gặp bao nhiêu người kệ, nhìn thấy bao nhiêu người kệ ăn mặc xanh vàng đỏ trắng, ngôi nhà biệt thự hoặc là ngôi nhà cao ốc hoặc là ngôi nhà lụp sụp ở dưới gầm cầu, kệ nó. Cái gì đến tự nó đến, đến rồi nó sẽ đi. Giữ được cái tâm bình đẳng như thế, an nhiên như thế thì dần dần chúng ta lấy lại được cái tâm thanh thản ban đầu mà thôi, cái sự an lạc ban đầu mà thôi. Đấy, các Phật tử này và các Phật tử nào tu hành đang gặp cái cảnh như thế thì nên chấn chỉnh lại cái tâm tu của mình.